Đấy, chào mọi người, em còn một con 024 nha mọi người. Này là 024 AV EG 42cc nha, 4,5 kg đầu máy. Bình xăng trong suốt nha mọi người, bình xăng nó máy là máy zin nha, máy chưa có, mình chưa có vệ sinh, chưa có dọn gì nha mọi người, như bạn khá là đẹp nha. Máy này em bao hơi có lửa nha mọi người, đẹp lóc đẹp nha, zin hết. Không? Đây là hàng bãi nên là dùng rất là bền nha mọi người, chuông còn khá là ngon nha. Lắp ít tin. Bao hơi đủ đồ nha. Anh em nào có nhu cầu về mấy cái hàng này thì nó không có rẻ nha mọi người, em nói thật luôn, chứ không mọi người lại tưởng tượng mấy con này ở 3 triệu 2 triệu đâu, 024 mọi người nên từ từ 024 trở lên đó, mọi người nên tìm hiểu giá rồi mọi người đi mua. Con này là cái bình xăng trong suốt nha mọi người, bình xăng có thể thấy nhiên liệu. Máy là nguyên bản nha, chưa qua sửa chữa, chưa dùng ở Việt Nam nha mọi người, nên là hàng bãi Nhật. Anh em có nhu cầu về hàng này thì liên hệ cho em ha.